Huy Nam Việt Võ Đạo, hồn võ của dân tộc Việt Nam. Có một con người đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho sự lớn mạnh của hồn võ ấy. Con người ấy đã mang hồn võ đến với bạn bè Nam Châu. Và mỗi khi nhắc đến Võ Việt Nam, người mà hàng vạn võ sinh trong và ngoài nước đều luôn nghĩ đến đầu tiên bằng tất cả sự quý mến và trân trọng, chính là ông. Ông là võ sư Nguyễn Văn Chiếu, vị võ sư Võ Việt Nam có đẳng cấp cao nhất Việt Nam và thế giới hiện tại, là người thầy lớn của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vòng Nguyệt Quế, chương trình đối thoại do Ban Thể dục Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với mong muốn tôn vinh những tài năng thể thao Việt Nam qua các thời kỳ. Và thưa quý vị, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay như đoạn phim ngắn vừa giới thiệu, đó chính là võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chánh trưởng quản môn phái Võ Việt Nam, phó chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam thế giới, phó chủ tịch Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Nam và chủ tịch Hội Võ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào võ sư ạ. Dạ, xin chào cô Việt Anh, xin kính chào quý khán giả xem truyền hình. Dạ, đầu tiên thì cho phép Việt Anh xin được thay mặt những người thực hiện chương trình Vòng Nguyệt Quế rất cảm ơn võ sư đã dành thời gian để đến tham gia với chương trình. Thưa võ sư, có thể nói là khi mà nhắc đến Võ Việt Nam thì ai cũng phải nhắc đến cái tên võ sư Nguyễn Văn Chiếu như là một người thầy tận tụy và là một người đi tiên phong cho cái phong trào phát triển Võ Việt Nam ở tại Việt Nam và cả trên thế giới. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, Việt Anh và quý vị khán giả cũng rất muốn biết là cái cơ duyên nào, cái tình yêu lớn dành cho Võ Việt Nam như thế nào mà khiến cho võ sư lại có thể theo đuổi cho đến bây giờ? Cũng như bao thanh niên thời trai trẻ thì thường thích cái hoạt động cái thể dục thể thao. Thì nói riêng về võ thuật, thì trước khi tôi đến với Võ Việt Nam thì tôi cũng có được dịp xem các cái môn võ nước ngoài tập luyện cũng như là thi đấu. Nhưng mà xem ra thì nó không thuyết phục lắm đối với tôi. Nhưng mà có cái dịp thì đến xem một cái võ đường của Võ Việt Nam ở 550 Trần Đạo, quận 5. Thì chúng tôi cũng ngạc nhiên và thích thú bởi Võ Việt Nam nó có những cái đòn thế nó thực dụng, nó đơn giản, nó dễ tập và nó phù hợp với cái thể tàng của người Việt Nam, nhỏ bé nhưng mà lanh lợi, dẻo dai. Rồi dần già thì đăng ký theo học thì chúng tôi mới được học, các thầy được truyền bá cái võ đạo của môn phái để nó phù hợp với cái tinh thần và nếp sống của người Việt Nam. Cho nên cái đến với Võ Việt Nam nó thấm nhuần cho mình từ từ, rồi bao lâu thì mình cũng không biết. Lúc đó là võ sư bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, lúc đó thì cũng khoảng 15-16 tuổi gì đó. Thì cũng vừa học văn hóa là vừa đi tập Võ Việt Nam. Rồi sau đó mới được người thầy lãnh đạo cao nhất của môn phái là cử đi ra Trung giảng dạy. Và đặc biệt là ở đất Cam Ranh, Khánh Hòa và nhất là ở Bình Định tới 5 năm thì đào tạo được nhiều cái võ sinh, môn sinh. Rồi sau này nó trở thành những huấn luyện viên và võ sư ở các cái tỉnh thành trong nước cũng như là ở ngoài nước. Thế thì với cái trách nhiệm rồi làm cho mình cũng không thể nào mà rời bỏ Võ Việt Nam. Thực tế là để có một cái niềm yêu thích đó, thì thường thì ai cũng có thể có một cái sở thích tập luyện hoặc tìm ra được một cái môn thể thao nào đó cho riêng mình. Tuy nhiên để có thể sống và cống hiến trọn cái sức lực của mình cho cái niềm đam mê ấy thì không phải ai cũng làm được. Đặc biệt là Võ Việt Nam cái giai đoạn đầu thì cũng rất là khó khăn để phát triển, lúc đó chưa phổ biến lắm. Vậy thì lý do vì sao mà võ sư Nguyễn Văn Chiếu lại quyết tâm là sẽ gắn bó với nó suốt cuộc đời của mình, rồi còn làm cái nhiệm vụ đó là phải là truyền bá Võ Việt Nam ở tại Việt Nam và cả trên thế giới nữa? Cái nghiệp võ nó ngày mỗi ăn sâu trong cái tâm hồn. Thì thật ra nhiều người học võ đều muốn là mình tiến sâu vào cái nền võ thuật, nhưng mọi người đều có một cái điều kiện, có một cái quan điểm, có một cái lối đi riêng, nhất là trong bối cảnh xã hội và chính trị khi thống nhất nước nhà sau năm 75. Thì từ đó chúng tôi thấy rằng mình có điều kiện, có sự quyết tâm phải cao hơn nữa để giữ được cho cái môn võ nó được tiếp tục phát triển dù gặp rất là nhiều khó khăn trong cái giai đoạn này.
Dạ, như võ sư nói là sau khi tập ở tại võ đường ở quận 5 thì sau đó thì võ sư bắt đầu đi ra phía miền Trung để mà truyền bá môn võ Việt Nam, phải không ạ? Thì mảnh đất miền Trung thì chúng ta cũng thường gọi là miền đất võ. Có lẽ là cái việc mà truyền bá võ Việt Nam ra miền Trung nó, theo tôi nghĩ thì nó có dễ dàng hơn khi mà mình phát triển môn võ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hay không ạ? Thì thật ra nếu mà gọi là cái bắt đầu thì chỗ nào nó cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì miền Trung thì hết chiến tranh rồi tới bạo lục, nó liên tục trong năm. Lúc đó thì đời sống nó cũng rất là cơ cực, khó khăn lắm. Thì thật ra làm người thầy thì ai cũng muốn học trò mình nó giỏi những cái điều cốt lõi. Thì mình phải truyền được cái lửa cho học trò, có nghĩa là nó phải ngoài cái việc học để cho biết, rồi còn phải hy sinh, phải tiếp nối cái sự nghiệp vượt cái khó khăn để mà môn võ được tiếp tục phát triển. Và hồi đó thì cái môn võ nước ngoài, rồi võ Bình Định vân vân thì đúng được truyền bá rất nhiều ở khu vực đất miền Trung, xứ đấu võ đài mà. Cho nên là thực tế là ở ngoài Trung khó khăn nhiều hơn ở miền Tây. Nếp sống miền Tây thì đời sống nó cũng ôn hòa, nó dễ dàng hơn. Và người thầy cũng có cái thử thách thì tính đem chuyển tôi về miền Tây, nhưng mà mình thấy nó cũng quen cái nếp ngoài đó rồi. Và cũng có nhiều người ta mến mộ, thích, cho nên mình vẫn tiếp tục trụ cho đến ngày thống nhất nước nhà, trở lại với gia đình. Dạ, để võ Việt Nam có thể phát triển và phổ biến và quen thuộc, thậm chí là bây giờ có nhiều trường học cũng đưa võ Việt Nam vào thành môn thể thao tự chọn, thì những người tiên phong, những người đi đầu để có thể phát triển nó đã gặp rất là nhiều những khó khăn, trở ngại. Và ông bà ta có nói là vạn sự khởi đầu nan. Võ sư Nguyễn Văn Chiếu cùng với những người đồng nghiệp của mình không chỉ gặp trắc trở khó khăn ngay ở những bước khởi đầu, mà sau đó khi võ Việt Nam bắt đầu vươn ra tầm thế giới thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Và bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây để xem hành trình vươn tầm thế giới của võ Việt Nam Việt Nam như thế nào. Năm 1990, chuyến đi đem chuông đi đánh sứ người đầu tiên của võ Việt Nam tại nước Nga trong một chuyến lưu diễn giao lưu văn hóa giữa hai nước đã gây được tiếng vang lớn. Lúc ấy, làng võ thuật thế giới bắt đầu biết đến một môn phái mới với những bài biểu diễn thật đẹp mắt được sản sinh từ đất nước Việt Nam. Đến năm 1997, võ sư Nguyễn Văn Chiếu đem võ Việt Nam đến với Tây Ban Nha, bắt đầu hành trình vươn ra thế giới của Việt võ đạo. Châu Âu là châu lục đầu tiên đón nhận võ Việt Nam như một tinh hoa võ thuật đặc sắc. Ở các quốc gia như Pháp, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, võ Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ với nhiều võ đường, câu lạc bộ. Hàng năm đều có các giải vô địch quốc gia để các võ sĩ tranh tài. Và trong suốt quá trình phát triển đó, võ sư Nguyễn Văn Chiếu cứ đều đặn thân chinh sang nước bạn để dạy võ, dạy đạo cũng như truyền bá những nét hay, nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Sau châu Âu, võ Việt Nam tiếp tục có mặt ở các quốc gia ở châu Phi và gần hơn là châu Á. Đi đến đâu, võ Việt Nam cũng đều được đón nhận nồng hậu và đầy quý mến. Còn với võ sư Nguyễn Văn Chiếu, ông vẫn không quản ngại đường xa, bỏ công bỏ sức để học cùng, sống cùng với các võ sinh nước ngoài. Trong những buổi luyện võ, rào cản ngôn ngữ dường như đã bị xóa bỏ, nhường chỗ cho sự kết nối bằng ngôn ngữ của võ thuật của hồn võ Việt Nam. Không chỉ đi sang nước bạn truyền bá, mà ngay tại quê hương, võ sư Nguyễn Văn Chiếu ngày ngày vẫn tiếp đón nhiều thế hệ võ sinh đến từ khắp mọi miền trên thế giới. Ngôi nhà riêng tọa lạc ở quận 8 từ lâu đã trở thành võ đường quen thuộc của các võ sinh quốc tế. Chính sự tận tụy trong từng buổi lên lớp, cộng với đó là lối sống gần gũi, trọng tình nghĩa vốn có của võ sư cùng gia đình nói riêng và của người Việt Nam nói chung, đã làm lay động trái tim nóng lẫn những cái đầu lạnh, khiến những người bạn quốc tế xa lạ nay trở thành những người thân quen trong đại gia đình võ Việt Nam. Nghĩa mà ngày mà được đến học của được thầy Chiếu là phải giống như nghĩa được là một trong những học trò giỏi của học trò thầy Chiếu thì mới được cử đến gặp thầy Chiếu. Và khi mà gặp được thầy Chiếu rồi á thì trong lòng cũng khó tả lắm, giống như đến khi mà trưởng thành, ngày mà sắp vào đại học á, cũng vân vân lắm. Cứ nói phải theo thành thể thao hay là đi theo kinh tế, tại vì thương thầy Chiếu giống như một người cha thứ hai.
sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến các võ sĩ vào Việt Nam tài năng. Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến các võ sĩ Việt Nam tài năng, những người đa phần đều trưởng thành từ bàn tay dạy dỗ của võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Chính võ sư là người đã phát hiện, nâng đỡ họ khi họ còn là những đứa trẻ nghèo ham học. Ông dạy đòn thế, nuôi cơm, dạy làm người và tạo cơ hội để họ tự thay đổi số phận của mình thông qua nghiệp võ. Khi mà còn trẻ thì tuy là ở tỉnh nhưng mà mỗi tháng thì đều vào thành phố để tập huấn. Thì những thời gian đó thì mỗi tháng đều vào và ở nhà thầy, cô chăm sóc tận tình và thầy thì hàng ngày đều xuống đây. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối thầy đều chăm chỉ dạy dỗ cho thầy để đến được ngày hôm nay. Mình cũng đi được học võ cũng được nhiều loại võ lắm nhưng mà không thấy một người thầy nào như thầy Chiếu cả. Có vừa có tâm đắc, như thương học trò giống như thương con. Ngay cả những người mà không quen biết lần đầu tiên mới đến vẫn chăm sóc rất là tận tình. Muốn vào Việt Nam có được vị thế vững vàng trên bản đồ thế giới thì việc cần làm không chỉ dừng lại ở chuyện đi truyền bá mà cần phải hiện diện trên những đấu trường danh giá. Trong đó, sự ra đời của Liên đoàn Võ Việt Nam Thế giới vào năm 2008 là tiền đề quan trọng. Năm 2009 là cột mốc đáng nhớ của Võ Việt Nam khi môn võ này chính thức có tên trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao trong nhà châu Á ASEAN Indoor Games. Một năm sau, giải vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức. Năm 2011 và 2013, Võ Việt Nam là môn thi đấu chính thức của SEA Games. Tất cả những bước tiến trên đều có dấu ấn của người đi tiên phong, võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Và trong những bước đường sắp tới của Võ Việt Nam về võ đạo, thì hình ảnh về sự cống hiến quên mình của vị võ sư đáng kính này vẫn sẽ còn được lưu giữ mãi. Võ sư có còn nhớ là cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên để mà quảng bá Võ Việt Nam là lúc đó là năm bao nhiêu? Và khi ấy thì võ sư bao nhiêu tuổi không? Cái dịp đầu tiên mà để mà đi biểu diễn thì đầu tiên là cũng do sở thể thao của thành phố tổ chức là đi bên Liên Xô với cái đoàn nhạc võ phù đổng và cái môn võ bạn là võ cổ truyền. Thì như vậy thì cũng là lần đầu tiên được là đem chuông đi biểu diễn gần một tháng ở bên Liên Xô. Nhưng mà đó là cái có cái đi có cái tổ chức. Sau này thì cũng như đã nói là do những anh môn sinh đến từ cái môn phái khác, người ta muốn về người ta tìm hiểu cái môn võ ở trong nước thì mình tạo mọi điều kiện để mình giảng dạy cho người ta học và thậm chí tạo cả mọi cái điều kiện để người ta có thể ta học lâu để người ta nắm được cái chuyên môn nhiều. Từ đó thì lúc đó là năm 1996 thì mới bắt đầu đi sang cái bên Tây Ban Nha để rồi phổ biến. Thì sau đó thì cũng qua nhiều chuyến, rồi các nước nó qua đó nó tập, mình sẽ tập huấn quốc tế ở khu vực này. Rồi thì luân phiên nhiều nước nó về nó tập, rồi sau đó nó lại mời mình đi. Thì như vậy thì với cái tinh thần của mình là vô điều kiện cho nên tạo điều kiện hết sức cho tất cả anh em để có thể về cũng như là tập luyện cái môn võ Việt Nam. Thực ra là đối với các môn võ thuật thì có rất là nhiều môn như là taekwondo, judo, rồi ngay cả Trung Quốc thì cũng có wushu, rồi thái cực quyền nữa. Vậy thì tôi rất là thắc mắc là trong những cái chuyến mà mình đi biểu diễn và truyền bá như thế thì võ sinh ở nước ngoài chắc chắn là người ta cũng đã tiếp cận được với rất nhiều những cái môn võ khác nhau. Vậy thì Võ Việt Nam làm thế nào để có thể cuốn hút những cái võ sinh nước ngoài đó và cho họ thấy được cái vẻ đẹp của Võ Việt Nam, cái nét riêng của Võ Việt Nam? Thì tính đến cái thời điểm này thì chúng ta thấy rằng cũng đã có đến 20 dịp đi, 20 dịp đi các nước, đi hầu hết các nước, nhất là khu vực châu Âu. Thì đi đến nơi nào thì cũng là được cái người bản xứ họ tiếp đón với một cái sự trân trọng. Ngay cả chính quyền người ta cũng rất là trân trọng. Người ta cũng cảm ơn là mình đem cái luồng sinh khí lành mạnh đến cho thanh niên, thanh thiếu niên của họ. Cho nên là họ rất là trân trọng, họ quý mến. Bởi lẽ là mình với tinh thần vô vị lợi thì và mình hết mình trong cái để mà giới thiệu cái môn Võ Việt Nam với những cái kỹ thuật rồi với những cái nếp sống của người Việt. Vì người ta đã học những môn võ khác thì nay người ta học đến với mình thì người ta thấy rằng mình có cái sự có cái tinh thần
có cái tâm hồn yêu mến. Nói chung thì những việc gì mình làm mà mình yêu mến học trò thì nó sẽ quý mến lại. Cho nên đi đến nước nào thì tôi cũng được sự ủng hộ rất lớn và tạo cái tiền đề để sau này nó trở thành một cái liên đoàn thế giới. Hầu hết các nước đều là những cái lứa đầu mà mình đã đào tạo, thì khi tổ chức thành liên đoàn thế giới thì chỉ là một sự ráp nối lại về tổ chức. Cho nên phát triển ngày nó một rộng là nhân những cái, do cái cách làm, những cái điều kiện đó. Vậy thì những cái tình cảm nồng hậu của các võ sinh nước ngoài dành cho võ Việt Nam Việt Nam và cũng như là dành cho võ sư Nguyễn Văn Chiếu như vậy, thì cái điều cốt lõi mà võ sư truyền dạy cho các học trò của mình là điều gì? Thì cái điều trước hết thì mình cũng phải là truyền cái tinh túy của cái môn võ thuật. Nó có một cái sự đặc điểm nó như thế nào, nó dễ tập, dễ hiểu. Tại vì những người đến với Võ Việt Nam đều là từng học những cái môn võ khác, trưởng thành ở môn võ khác có đẳng cấp. Khi cho nên khi người ta học đến như mình thì từ cái phương pháp huấn luyện, từ cái cách đối xử rồi giảng dạy thì và cái mình tâm huyết, mình hết lòng thì khiến cho anh em nó coi như là một cái đại gia đình, nó gần gũi thì nó học, nó đem cái sự nghiệp đó nó phát triển ở đất nước nó ngày một càng ngày càng rộng. Thì như vậy thì hàng năm đều bây giờ thì ở các nước đều có tổ chức những cái giải Võ Việt Nam của quốc gia, rồi tiến tới cái việc thành giải của khu vực châu Âu, và một số cái châu như vậy nó cũng thành lập được một cái liên đoàn của châu lục. Thì như vậy là cho đến bây giờ thì chỉ trừ có châu Úc thì mình chưa thôi, chứ còn hầu hết thì các châu đều có thành lập cái liên đoàn Võ Việt Nam của châu Á, châu Âu, rồi châu Phi. Châu Á thì ở Iran, nhưng đầu Đông Nam Á, Campuchia. Theo như vị anh được biết là không chỉ đem chuông đi đánh xứ người, mà ngay cả như là ở nhà võ sư thì cũng như là một cái võ đường thu nhỏ và là nơi hội tụ của rất nhiều môn sinh cả trong nước và ngoài nước nữa, có phải không ạ? Thì đối với cái nghiệp của mình thì nhìn ở đâu nó cũng là cái võ đường, nhìn bãi đất trống, nhìn cái chỗ nào cũng là phải tìm cho ra được cái chỗ để tập luyện. Do đó thì trong cái có những cái giai đoạn nó khó khăn về cơ sở tập luyện vật chất thì hơn ai hết thì mình cũng phải dành một cái đoạn ở phía sau nhà để làm một cái phòng tập nhỏ, để làm nơi là cho các cái tỉnh nó về ôn tập ngoài cái giờ tập luyện chính thức của sở cho phép. Thì mình cũng có một cái chỗ, cái nơi để dạy thêm riêng tư cho anh em nó nắm bắt chuyên môn để nó thi lên cấp. Rồi thì các nước nó về thì cũng là nó tạo thành một cái chỗ ở với vô điều kiện để anh em nó vừa ăn tập, để vừa tập luyện. Và mình giúp đỡ hết sức thì nó mới có điều kiện nó ở lâu, mà ở lâu thì nó mới học nhiều nó mới giỏi để rồi nó phát triển cho mình. Cho nên họ không thể về để mà mướn khách sạn, phòng trọ để mà ở tập. Có nhiều người có khi về Việt Nam có một lần phải bán chiếc xe rồi về thì không thấy về nữa. Cho nên mình với cái nhiệm vụ như vậy thì mình thấy rằng mình hết sức là giúp đỡ và thậm chí lo cả ăn uống. Mặc dù mình cũng không có khả năng lắm, nhưng mà với cái tinh thần thì giúp đỡ họ thì nó về nó sẽ giúp đỡ để phát triển môn phái, nó có cái trang bị cái kiến thức về võ thì nó phát triển tốt hơn. Thì đó là cái lợi của mình sau này. Thưa quý vị, hầu hết mà những ai theo học thầy Nguyễn Văn Chiếu thì ai cũng biết đến nhà của thầy, ngôi nhà võ đường 1938 cũng chính là cái địa chỉ nhà của thầy. Và khi mà nhắc đến võ đường 1938 thì nơi đây không chỉ đơn thuần là một nơi dạy võ, mà như chia sẻ của thầy Chiếu, nó còn như là một cái nơi nghỉ chân, một mái ấm dành cho các môn sinh ở trong nước và cả ngoài nước. Và có lẽ đây là một cái thời gian rất là phù hợp, chương trình này là một cái thời gian rất là phù hợp để cho chúng ta có thể ghé thăm võ đường 1938 của võ sư Nguyễn Văn Chiếu để xem võ đường này có gì thú vị. Thưa quý vị, trong chuyến đến thăm nhà của võ sư Nguyễn Văn Chiếu ngày hôm nay thì Hành Dung còn có thêm một người bạn đồng hành, đó là anh Sergei Saranda đến từ Belarus, là một môn sinh của Võ Việt Nam, rất yêu Võ Việt Nam và cũng rất là ngưỡng mộ thầy Nguyễn Văn Chiếu. Hello everybody.
Xin chào, hôm nay tôi rất vui vì được đến tận nhà của võ sư Nguyễn Văn Chiếu, một người mà tôi đã ngưỡng mộ từ rất lâu. Okay, so this is his top, so go inside. Dạ, con chào thầy. Hôm nay là có thêm cả anh Sergey cùng với con đến từ chương trình Vòng Nguyệt Quế đến thăm thầy cũng như là cô và cái bảo tàng thu nhỏ của Vinel này ạ. Chào thầy, hôm nay tôi rất vui vì đã được gặp thầy. Trước giờ, tôi chỉ biết thầy qua báo chí, sách vở và qua những lời kể của các võ sư. Nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được gặp thầy. Thật tuyệt là được gặp thầy ngay tại chính nhà của thầy. Anh biết gì về thầy Chiếu có thể nói cho tôi nghe được không? Thầy Nguyễn Văn Chiếu là vị võ sư vô vi nam có đẳng cấp cao nhất thế giới. Nhưng tôi biết đến thầy đầu tiên khi thầy bắt đầu đưa vô vi nam vào đất nước của tôi, nước Belarus, cách đây đã 25 năm. Đó là năm 1999 trong một chuyến đi biểu diễn của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam. Sau đó thì thầy cũng đã 3 lần đến Belarus để giảng dạy vô vi nam cho chúng tôi. Có thể nói thầy Chiếu là người đầu tiên quảng bá vô vi nam ở đất nước Belarus của tôi. Con được biết là ở cũng ngay tại cái ngôi nhà này á, là thầy đã từng dạy cho rất là nhiều các võ sinh đến từ nước ngoài, rồi thầy thậm chí là thầy còn cho cả họ ăn ở đây, rồi ngủ ở đây, thầy cô còn nấu cơm cho họ ăn nữa. Những việc làm sau này thì cũng một là để trả ơn, đền đáp lại cái công ơn của thầy của mình. Cái thứ hai đó, thì mục đích chính nó vẫn là tạo một cái điều kiện thuận lợi cho các anh em từ các nước là trở về Việt Nam để mà tập luyện cái môn võ của mình. Bởi vì những người theo tập võ đó thường vốn là rất là nghèo, khó khăn. Mà nếu mình không có một cách nào giúp đỡ thì có khi họ chỉ ở đôi ba bữa cho đến một tuần rồi thì họ không có kinh phí rồi họ phải đi. Như vậy thì cái sự học của họ nó không tới đâu. Mà học không tới đâu thì không có cơ hội để phát triển môn phái. Mà thầy có nhớ là cái lúc mà đông nhất mà có cái số lượng môn sinh ở nhà thầy học đó, là khoảng bao nhiêu người cùng một lúc không thầy? Thì cũng có lúc cả khoảng 20 người thì phải chia ra. Ban đầu thì có ở phía sau nó chỉ có một cái toilet thôi. Rồi có nước thì nó khá hơn thì nó đóng góp làm thêm cái toilet nữa. Ở thì cũng đông lắm. Ban ngày thì là cái sân tập. Ban đêm thì là cái chỗ ở. Ở theo khu vực, theo nước. À, có khi nằm cũng mũi cắn rồi. Rồi có lần có lúc thì cũng mang may cái mùng dài cả 3 thước là dân mùng cho anh em nó nằm ngủ. Thì nó dân mùng thì nó quay phim, nó làm ngộ lắm, nó quay phim nó lần đầu tiên đó. Tức là lần đầu tiên mà họ ngủ trong mùng ngủ tập thể rồi, chứ mình nước ngoài thì ta đâu có ngủ trong mùng. Về đây thì mũi cắn thì mình phải may 2-3 cái mùng, một cái dài cũng khoảng 3 thước, 3 thước rưỡi để vô nó nằm theo chỗ đó. Chung cái điều đó nó động lại thì tình cảm thầy trò nó sâu sắc hơn. Nói thật là một môn sinh vô vi nam thì tôi cũng muốn được về đến Việt Nam, được học vô vi nam từ những võ sư Việt như các bạn môn sinh khác mà thầy vừa kể. Vì người ta nói học cái gì, làm cái gì cũng nên học từ nơi nó được sinh ra thì mới có thể thấu hiểu hết được. Học vô vi nam ngay tại quê hương Việt Nam thì không chỉ được học võ mà còn được biết nhiều về truyền thống, văn hóa, tập tục con người Việt Nam. Bây giờ thầy dẫn con với anh Sergey đi tham quan cái chỗ mà thầy dạy không? Dạ. Về đó cũng tập. Tức là ngày xưa là thầy dạy các bạn ở đây hết? Buổi sáng, buổi chiều thì là tập ở đây. Tập nó hơi cấp tốc đó, chứ còn chờ tới tối mới lệnh câu lạc bộ tập thì đâu có bao nhiêu. Cho nên có khi sáng sớm ôn lại, tự động ôn rồi sau đó là tập. Ăn sáng xong rồi tập rồi tới chiều tập. Rồi khi tối thì đến câu lạc bộ. Nói chung học như vậy thì mới được nhiều bài. Cùng với một cái thời gian ngắn thì học được nhiều bài. Rồi tối ngủ là giải trí xếp lớp này. Tối đây được có cả, sau này có cả trên lầu. Thì nó nhiều thành phần ở trên lầu.
Anh Sage biết không, cũng nhờ các môn sinh nước ngoài đến nhà thầy Chiếu học võ mà đã có một câu chuyện tình đẹp xảy ra ngay tại đây. Ngày xưa có một võ sĩ người Pháp đến nhà thầy Chiếu học võ, ở nhà thầy Chiếu lâu dài rồi đem lòng yêu một cô gái. Anh chàng này thì muốn chinh phục cô gái kia nên phải đi học tiếng Việt và viết thư xin phép thầy Chiếu để được yêu cô gái kia. Kết quả là họ đã thành vợ chồng, sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Anh có biết họ là ai không? Là con gái lớn và con rể của thầy Chiếu đó. Ồ, thật tuyệt. Đó cũng là một câu chuyện hay về việc kết nối văn hóa. Chính Govinam đã kết nối mọi người từ mọi miền khác nhau. Tôi cảm nhận rằng gia đình thầy Chiếu lấy hạnh phúc của riêng mình từ hạnh phúc lớn của đại gia đình Govinam. Tôi cũng rất thích con gái Việt Nam. Này, đừng đưa con này lên sóng truyền hình nhé. Tôi ngại lắm. Hay vậy, bây giờ là con gái của thầy với lại con rể của thầy là hình như là cũng đang hoạt động trong các công việc là quảng bá của Việt Nam lên nước ngoài không hả? Thì con gái tên là Nguyễn Thị Thanh Nhã, hiện nay là tổng thư ký của Liên đoàn của Việt Nam châu Âu. Dạ. Còn rể thì nó là như là chủ tịch của hội của Việt Nam ở London, dạ. Anh. Nói chung là cũng ngoài cái nghề nghiệp chính là thì cũng là hoạt động cho Việt Nam. Cũng tổ chức để các khóa tập huấn rồi trọng tài rồi tổ chức giải tháng 11 này tổ chức giải châu Âu ở Ba Lan. Bản thân tôi thấy học võ Việt Nam ở ngay tại đây thì điều khác biệt nhất chính là lĩnh hội được tinh thần Việt võ đạo. Mọi người cười lên nha, 1, 2, 3. Buổi hội ngộ giữa chúng tôi và võ sư Nguyễn Văn Chiếu có thêm nhiều tiếng cười nói khi một số học trò cũ của võ sư tìm đến thăm hỏi ông. Võ sư kể, ngôi nhà 1938 lúc nào cũng rộn rã vì lần lượt nhiều thế hệ võ sinh đến học võ, rồi đi, rồi lại trở về thăm thầy cũ, như một chốn kỷ niệm mãi không quên. Có chứng kiến tình cảm của nhiều thế hệ học trò dành cho võ sư Nguyễn Văn Chiếu, chúng tôi mới có thể thấu hiểu hết sự tận tụy của một người thầy lớn, người võ sư đã dành cả cuộc đời cho hùng võ của dân tộc, võ Việt Nam, Việt võ đạo. Đúng là phải tận mắt chứng kiến thì mới thấy, mới hiểu được là nhiều võ sinh võ Việt Nam đã trưởng thành như thế nào và từ chính cái võ đường thân yêu 1938 đó và cũng như là hiểu thêm về cái tâm huyết, về sự tận tụy của một người thầy như là võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Vậy thì riêng tôi cảm nhận là đây đúng là không chỉ là một cái nơi dạy võ, cũng không chỉ là một cái nơi dừng chân hoặc là một mái ấm, mà nó như còn là một cái nơi sản sinh ra cái tình yêu dành cho võ Việt Nam đối với nhiều môn sinh ở nước ngoài và cả ở trong nước. Và đó cũng như là một cái bảo tàng võ Việt Nam thu nhỏ vậy. Vậy thì đến thời điểm này thì võ sư Nguyễn Văn Chiếu có cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã tạo dựng hay chưa? Nói chung thì cái bước phát triển thì nó ngày một cái rộng lớn. Nó không bao giờ mà nó bằng lòng với cái hiện tại. Thì tuy rằng hiện nay thì trên trường quốc tế thì chúng ta đã có những hình thành những cái tổ chức, sự phát triển của các nước ngày nó một rộng. Ở trong nước thì phong trào Võ Việt Nam đã từng bước đã đưa vào dạy trong cái trường học, rồi lực lượng vũ trang vân vân. Thì bây giờ cái điểm mà cần thiết mà chúng tôi cũng đã ước mơ là có một cái học viện Võ Việt Nam chính thức để mà rồi cho cái trong và ngoài nước để cũng là một cái nơi ta tập luyện về học để nó mang cái tính chính quy hơn, nó không còn cái tính môn phái gia đình nữa mà nó là một cái học viện của Võ Việt Nam quốc gia, để cũng như bao môn võ khác đã qua thời gian trưởng thành họ đều có được sự ủng hộ của nhà nước để thành lập một cái học viện. Và tôi nghĩ rằng cũng rất là cần thiết để có một cái học viện Võ Việt Nam nó có trình độ đẳng cấp để quy tụ ngày càng đông cái lực lượng là
học võ đến với Việt Nam. Thưa võ sư, thường thì những người làm thể thao lâu năm và đặc biệt là cả trong những người võ thuật thì rất là lo lắng về cái vấn đề là thế hệ sẽ kế thừa, nối tiếp thế hệ của mình. Nhưng mà ở về phía võ sư Nguyễn Văn Chiếu thì có một cái thuận lợi như võ sư cũng đã chia sẻ là cả hai người con trai và con gái của võ sư thì cũng đang nối nghiệp mình rất là tốt, và ngay cả những thế hệ học trò của võ sư thì cũng đang rất là tâm huyết với cái sự phát triển của Võ Việt Nam. Vậy thì lúc này võ sư có mong muốn gửi gắm đến những thế hệ trẻ, những môn sinh sẽ tiếp nối mình những cái điều gì đối với họ trên con đường phát triển bộ môn Võ Việt Nam sau này? Thì cái bước phát triển bao giờ nó cũng là luôn luôn gặp những cái khó khăn và luôn luôn phải có những cái thay đổi để mình kịp với cái sự phát triển của thời đại, của xã hội. Do đó thì để đạt được cái thành công thì tôi nghĩ rằng và cũng mong rằng tất cả các anh em mà làm công tác phát triển Võ Việt Nam thì cũng phải hết sức là tiếp nối sự nghiệp của các thầy và những người đi trước để mà ra sức nỗ lực tập luyện, rồi gương mẫu trong đời sống, rồi đoàn kết một lòng một cách thật sự để cái công cuộc quảng bá Võ Việt Nam trong ngoài nước ngày nó một tốt đẹp hơn. Mà muốn vậy thì phải đòi hỏi cái tâm của người làm võ thì nó phải trong sáng, nó phải có một sự quyết liệt. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của võ sư Nguyễn Văn Chiếu, và cũng xin được chúc cho cái ước nguyện của võ sư Võ Văn Chiếu, thứ nhất là thành lập được một học viện Võ Việt Nam trong tương lai sẽ sớm trở thành hiện thực, và cũng tiếp tục chúng ta mong là Võ Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và phổ biến, trở thành một môn võ thuật phổ biến trên toàn thế giới đúng như ước nguyện của võ sư Nguyễn Văn Chiếu cũng như là giới võ thuật Việt Nam nói chung. Và một lần nữa thì xin cảm ơn võ sư Nguyễn Văn Chiếu đã đến tham gia với chương trình Vòng Nguyệt Quế. Xin cảm ơn võ sư rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng 30 phút của chương trình Vòng Nguyệt Quế xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.